vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng. Không tư duy các loại tưởng nhập vào định vô biên không, không vô biên xứ định, và hoàn toàn an trụ trong đó là giải thoát thứ tư. Vượt qua tất cả không vô biên xứ nhập vào định vô biên thức, thức vô biên xứ, và an trụ hoàn toàn trong đó là giải thoát thứ năm. Vượt qua tất cả thức vô biên xứ nhập vào định vô thiểu sở hữu, vô sở hữu xứ, và hoàn toàn an trụ trong đó là giải thoát thứ sáu. Vượt qua tất cả vô sở hữu xứ nhập vào định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, và hoàn toàn an trụ trong đó là giải thoát thứ bảy. Vượt qua tất cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhập vào định diệt tưởng thọ, và hoàn toàn an trụ trong đó là giải thoát thứ tám. Thiện hiện chín định thứ đệ là: Đại Bồ Tát địa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, và an trụ hoàn toàn trong đó là lớp định thứ nhất. Vắng mặt tầm tứ, trong tâm yên tịnh, chỉ còn tánh không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc, nhập vào tịnh lự thứ nhì, và hoàn toàn an trụ trong đó là lớp định thứ hai. Lìa hỷ trụ vào xả, chánh niệm chánh tri thân thọ lạc, mà bậc thánh dạy nên xả bỏ, đầy đủ niệm lạc trụ nhập vào tịnh lự thứ ba, và hoàn toàn an trụ trong đó là lớp định thứ ba. Dứt vui dứt khổ, khiến vui khổ trước đây chấm dứt, hoàn toàn không còn khổ vui, xả niệm thanh tịnh, nhập tịnh lự thứ tư, và an trụ trong đó là lớp định thứ tư. Vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ tưởng hữu đối, không tư duy các loại tưởng, nhập vào định vô biên không, không vô biên xứ, và hoàn toàn an trụ trong đó là lớp định thứ năm. Như vậy cho đến vượt qua tất cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhập vào định diệt tưởng thọ, và hoàn toàn an trụ trong đó là lớp định thứ chín. Thiện hiện trí bốn thánh đế là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí của Đại Bồ Tát. Thiện hiện Ba La Mật Đa là bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện, thiện xảo, diệu nguyện lực trí Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát, đó là Ba La Mật Đa. Thiện hiện trí về các pháp không là trí hiểu biết pháp nội không, cho đến trí vô tính tự tính không, và trí hiểu biết chân như, cho đến cảnh giới bất tư nghị của Đại Bồ Tát, đó là trí của các pháp không. Thiện hiện mười địa Bồ Tát là cực hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa, đó là của Đại Bồ Tát. Thiện hiện năm loại mắt là nhục nhãn, thiên nhãn, thánh huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn mà Đại Bồ Tát đã mong cầu. Thiện hiện sáu phép thần thông là các thần thông mà Đại Bồ Tát tu học, như thần cảnh trí chứng thông, thiên nhãn trí chứng thông, thiên nhĩ trí chứng thông, tha tâm trí chứng thông, túc chủ tùy niệm trí chứng thông, lậu tận trí chứng thông, đó là sáu thần thông. Thiện hiện mười lực Như Lai là các Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với đạo lý biết như thật là đạo lý, đối với phi đạo lý biết như thật là phi đạo lý, đó là lực thứ nhất. Các Như Lai ứng chánh đẳng giác biết như thật về các nghiệp quá khứ, hiện tại, vị lai của các hữu tình và nhân dị thục của các pháp thọ xứ, đó là lực thứ hai. Các Như Lai ứng chánh đẳng giác biết rõ như thật về đủ loại cảnh giới khác nhau của các chúng sanh là lực thứ ba. Các Như Lai ứng chánh đẳng giác biết rõ như thật về các loại hiểu biết khác nhau, tầm tứ khác nhau là lực thứ tư. Các Như Lai ứng chánh đẳng giác biết rõ như thật căn cơ hơn kém của các hữu tình và chúng sanh là lực thứ năm. Các Như Lai ứng chánh đẳng giác biết rõ như thật các hạch nghiệp của